Xin chào, chào tất cả cô chú, chào tất cả các anh chị và tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của Châu ngày hôm nay. Hôm nay thì Châu xin phép sẽ được gửi tới cho nhà mình một thông tin về dự án ở tại đại đô thị Vinhomes Grand Park. Và hôm nay thì Châu xin phép sẽ được tập trung vào phân khu The Beverly Solari sẽ chính thức mở bán vào trong tháng 5. Theo dự kiến thì sẽ mở bán là vào ngày 8 tháng 5. Hôm nay thì cũng đã ngày 27 rồi, 27 tháng 4, còn vài ngày nữa là ngày 30 tháng 4. Hôm nay thì đi nhận ba cái booking của quý cô chú và tất cả các anh chị cũng đã tin tưởng Châu trong cái dự án này, thì rất là cảm ơn quý cô chú và tất cả các anh chị đã luôn tin yêu và ủng hộ Châu trong cái dự án ở tại đại đô thị Vinhomes Grand Park và phân khu The Beverly Solari trong thời gian tháng 5 này sẽ mở bán. Thì cũng xin phép được làm một cái video này, nó cũng sẽ rất là dài. Nếu như mà cô chú anh chị mà mình có ít thời gian hoặc là mình có rất là nhiều thời gian thì cũng có thể ghé vào trong website chaumaymắn.com để có thể xem kỹ càng hơn những thông tin mà Châu truyền tải ở tại website này. Tại website thì Châu cũng sẽ cập nhật những cái thông tin nó đầy đủ và nó chi tiết hàng ngày, hàng giờ. Bởi vì khi mà chủ đầu tư có những cái thông tin mới thì mình không có sửa lại cái video này được. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật những cái thông tin nó chính xác nhất ở tại website. Từng con chữ, từng con số thì đều chính xác cả. Thì rất là hy vọng tất cả các cô chú, anh chị và tất cả các bạn, nếu như mình có đang quan tâm về dự án ở đại đô thị Vinhomes Grand Park và phân khu The Beverly Solari nói riêng, thì có thể inbox cho Châu ở tại các thông tin như là Zalo hay là Viber, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho Châu. Có thể mọi người sẽ chat, live chat với Châu ở ngay tại nút này ha. Rồi thì xin phép sẽ được gửi tới thông tin chi tiết cho nhà mình theo cái mục như sau. Chúng ta sẽ đi qua mục tổng quan vị trí phân khu The Beverly Solari nằm ở vị trí nào, những tiện ích của The Beverly Solari và những sản phẩm, những căn hộ của chúng ta sẽ có diện tích như thế nào, và có mức giá ra sao, tiêu chuẩn bàn giao ở tại Beverly Solari sẽ như thế nào, những đặc quyền của cư dân khi mà sống ở ngay tại The Beverly Solari. Đặc biệt nữa là về chính sách bán hàng. Thêm nữa thì thông tin Châu sẽ gửi tới cho nhà mình về tiến trình tăng giá ở tại Beverly Solari sẽ được diễn ra như thế nào ở ngay tại phân khu này nha. Thì đây, Beverly Solari sẽ được nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park. Thì có thể xin phép sẽ được lướt nhanh qua phần này, bởi vì phần này thì chắc quý cô chú và anh chị cũng đã xem rất là nhiều các video, các bài viết từ những anh chị em bạn sale, từ những bạn tư vấn, từ chủ đầu tư cũng đã gửi tới cho nhà mình rất nhiều rồi. Thì Châu xin phép sẽ không dám làm phiền mất thời gian của nhà mình khi mà xem video này ha. Thì đây là một tấm hình mà được chụp bằng flycam ở tại công viên 36 hecta, và đây như mọi người cũng đã nhìn thấy, đây là phân khu Rainbow này, Origami này đó, và The Manhattan nằm ở phía trước. Hiện tại thì khuôn viên đã hoạt động rồi. Thì dự án Vinhomes Grand Park thì sẽ nằm ở vị trí tiếp giáp giữa hai mặt đường là đường Nguyễn Xiển và đường Phước Thiện ha. Riêng đối với phân khu The Beverly Solari thì sẽ tiếp giáp với đường Phước Thiện.
và một điều đặc biệt nữa là sẽ tiếp giáp với sông Đồng Nai. Bởi vậy cho nên là dự án mới có một cái vị trí rất là đẹp mà chủ đầu tư đã để dành lại trong cái khoảng bán nằm ở trong cái đại đô thị Vinhomes Grand Park này, là vào tháng 5 năm 2022 mới mở bán. Một điều đặc biệt nữa là The Beverly Solari được xem như là một đứa con út của đại đô thị Vinhomes Grand Park, sau phân khu Rainbow, sau phân khu Origami đã bàn giao cho khách hàng hiện giờ đã ở rồi. Thì thông tin thì các cô chú và anh chị là người Việt Nam thì chúng ta sẽ được sở hữu lâu dài, vĩnh viễn, và người nước ngoài có quốc tịch nước ngoài thì sẽ sở hữu là 50 năm. Thì cô chú anh chị cũng nắm cái thông tin này. Những cái tiện ích thì chắc là cô chú anh chị cũng đã nắm rất là rõ đại đô thị này thì có những cái điểm mạnh như thế nào rồi. Thì Châu xin phép sẽ được lướt qua để mình sẽ tập trung vào trong phân khu chính là The Beverly Solari ha. Thì đây, đây là tổng cái mặt bằng của chúng ta đang nhìn thấy, đây là The Rainbow. Bên mặt tiền này là mặt tiền đường Nguyễn Xiển. Đó, chúng ta sẽ đi vào The Rainbow ở phía bên này và chúng ta sẽ đi thẳng vào thì sẽ tới Origami. Đó, đây là cái trục để chúng ta chạy thẳng qua bên cái đoạn đường Phước Thiện nằm ở trục này. Và đây là phân khu của chúng ta sẽ mở bán ngay trong cái đợt này là The Oasis, nằm trong phân khu The Beverly Solari. Chúng ta sẽ tiếp giáp với đường Phước Thiện và sông Đồng Nai nằm ở phía bên này. Thì lát nữa Châu sẽ gửi tất cả những thông tin hình ảnh để cho cả nhà mình sẽ nhìn thấy rõ nhất. Đây, đây là Mastery Home Central Point, đây là The Beverly đã mở bán, và đây là toàn bộ công viên 36 hectare nằm ở ngay phần này, và đây là phần dinh thự River. Đó, dinh thự rất là đắt tiền của chủ đầu tư Masterise và được định vị là một bất động sản hạng sang ha. Rồi đây là The Manhattan Glory. Rồi xin phép sẽ được đi thẳng vào phân khu The Beverly Solari. Đây là phân khu cuối cùng được triển khai ở tại đô thị Vinhomes Grand Park. Thì như lúc nãy Châu cũng có đề cập là đây là một phân khu mà được chủ đầu tư Vinhomes xem là một đứa con của đại đô thị Vinhomes Grand Park, cho nên có những cái bản thiết kế, có những tiện ích và đặc biệt là có một vị trí rất là đắc địa. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi từng thông tin chi tiết ha. Về The Beverly sẽ chính thức hợp tác với các đối tác Nhật Bản, đó là Mitsubishi sẽ triển khai cho dự án này. The Beverly sẽ chính thức ra mắt trong nửa đầu năm 2022, tức là vào tháng 5 năm 2022 thì sẽ chính thức mở bán. Thì quý cô chú và anh chị mình có thể đặt booking ngay từ lúc này với số tiền booking là 50 triệu đồng ha. Rồi, chúng ta sẽ có 3 phân khu cao tầng mà được Vinhomes Grand Park định vị ở ngay tại đại đô thị này, là The Rainbow này, Origami này và Beverly Solari ha. Với phân khu The Beverly Solari sẽ có 13 tòa tháp với mức giá bán dự kiến ngay trong lúc này là khoảng 48 triệu một mét vuông. Chúng ta sẽ có một mức giá sẽ chính thức được mở bán vào ngày 8 tháng 5 theo dự kiến. Thì chúng ta sẽ có đây là như
cô chú và anh chị cũng đang nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy một chữ Hollywood ở đây đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy tòa Beverly Solari được hiện hữu và có một cánh chim đại bàng. Ở đây không phải là ở Mỹ đâu ạ. Thì mọi người khi mà nhìn vào thì mọi người cứ nghĩ là một cái phối cảnh ở Mỹ. Tuy nhiên ở ngay tại đại đô thị Vinhomes Park có sự xuất hiện của The Beverly Solari, tráng lệ như bờ Tây nước Mỹ, và Vinhomes Park đã đưa biểu tượng của nước Mỹ là con chim đại bàng về để tạo nên The Beverly Solari rất là hoành tráng, có một thiết kế rất là đẹp. Lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn The Beverly Solari sẽ có những cái khoản thiết kế rất là đắt tiền như thế nào ha. Về tổng quan của The Beverly Solari như sau. Sát bên phân khu The Beverly và The Manhattan là sẽ có phân khu The Beverly Solari thuộc trong đại đô thị Vinhomes Park. Thì như chúng ta cũng đã nhìn thấy cái vị trí chính xác nằm ở vị trí nào, thì lát nữa Châu sẽ có một cái bản đồ để gửi tới cho cả nhà mình chính xác vị trí luôn nha. Về tổng phân khu của dự án là 8,78 hectare, gồm 13 tầng, xin lỗi, gồm 13 tòa, có 21 cho tới 30 tầng. Nó có 3 phân khu nhỏ là The Sunset, The Tropical và The Orchid. Thì lần này trong tháng 5 chủ đầu tư sẽ chính thức mở bán The Orchid. Cô chú và anh chị có thể vào trong website của Châu May Mắn thì sẽ nhìn thấy cái bảng tiến trình tăng giá của ba phân khu này như thế nào ha. Thì mọi người khi mà đã quyết định mua ở tại The Beverly Solari thì theo như Châu thấy, nếu như mà đã mua ở hay là mua đầu tư, mua cho thuê thì có thể chọn The Orchid rất là hợp lý vào ngay trong lúc này. Số lượng sản phẩm thì cũng khoảng 10.000 căn. Đặc biệt với tiêu chuẩn bàn giao là bàn giao theo tiêu chuẩn Ruby. Nếu như mọi người hình dung là Ruby như thế nào thì có thể chúng ta sẽ nhìn thấy đại đô thị Vinhomes Central Park. Thì ở tại The Beverly Solari sẽ được bàn giao theo tiêu chuẩn ngang cấp với Vinhomes Central Park. Điểm nổi bật của dự án The Beverly Solari là 40% chúng ta sẽ có căn hộ hướng về sông Đồng Nai, cho nên rất là mát mẻ, có được một cái không khí rất là mát lành. Và kế bên tuyến xe buýt điện VinFast, cho nên rất là dễ dàng để chúng ta có thể di chuyển. Thêm một điều rất đặc biệt nữa, chắc chắn đây là những tín đồ mua sắm hoặc là những gia đình, và tất cả chúng ta đều mong chờ là sẽ kế trung tâm thương mại Vincom sẽ được khai trương trong thời gian sớm nhất. Đây, và chúng ta sẽ có một mức giá bán. Thì hiện tại The Oasis sẽ có một mức giá từ khoảng 48 triệu, cho nên là quý cô chú và anh chị nếu như mình thấy dự án này phù hợp với gia đình mình thì có thể đặt booking ha. Rồi, chúng ta sẽ có những thông tin như sau. Đây, như đây là một tấm hình mà chúng ta sẽ nhìn thấy rõ, rất rõ về dự án The Beverly Solari sẽ có một cái hình ảnh trong tương lai như thế nào. Đây là một khu đại lộ mua sắm sẽ được hiện hữu ở tại The Beverly Solari trong thời gian tới. Rồi, về đơn vị xây dựng sẽ có Central, Unicon, ContactCon và Hòa Bình. Rồi, đây là ba tiểu khu của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có The Oasis là chúng ta sẽ mở bán trong tháng 5 là 4 tòa. Và sau đó là The Sunset 5 tòa và The Tropical sẽ có 4 tòa. Loại hình thì chúng ta sẽ có studio vẫn như ở những dự án trước, The Rainbow, The Origami. Lần này thì Vingroup vẫn mang lại cho những nhà đầu tư những căn hộ rất là hiếm như studio
một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ cộng và ba phòng ngủ dành cho gia đình của chúng ta. Rồi dự kiến thời gian bàn giao là khoảng tháng quý 3, khoảng quý 3 năm 2023. Rồi, đây là thông tin về pháp lý. Rồi, đây chúng ta sẽ có một cái bản đồ chung để chúng ta có thể nhìn. Đây là Rainbow chúng ta đã có cư dân vào ở rồi. Đây là Origami thì đã mới bàn giao qua cái đợt dịch vừa rồi. Thì hiện tại là đã rất là nhiều cư dân vào đây sinh sống rồi. Như cô chú và anh chị cũng biết cái lần nguyên trong cái đợt dịch vừa rồi là tất cả công trường ngưng cả, và những cô chú và anh chị mình đang cần một cái số tiền để mình đầu tư thì mình cũng rất là quan tâm là chúng ta sẽ đầu tư để mua dự án căn hộ ở tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, mà chúng ta sẽ cần chỉ trả trước 15% thôi là chúng ta đã đầu tư rồi. Thì lát nữa sẽ có một cái chương trình chính sách mua rất là hấp dẫn dành cho cô chú và anh chị. Rồi đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là The Beverly Solari. Chúng ta sẽ có nguyên cả một lốc như thế này đây. Đây, The Oasis của chúng ta ở đây. Ha. Rồi trong tháng 5 chúng ta sẽ chính thức chọn căn The Oasis, một phân khu rất là đẹp và tiếp giáp với đường Phước Thiện. Và chúng ta sẽ có đường Phước Thiện chạy thẳng qua cầu Long Đại. Chúng ta sẽ đi vào trong dinh thự Raffles. Đó, có thể nói đây là một phân khu siêu đẹp luôn và rất là gần đại công viên 36 hectare nè. Thêm một điều rất là đặc biệt nữa là chúng ta cận ngay sát bên hông của trung tâm thương mại. Đó, Vincom Megamall. Đó, chúng ta cũng được hưởng những tiện ích rất là siêu đặc biệt ở ngay tại hồ bơi mang đậm phong cách của đất Mỹ là con Đại Bàng. Rồi, mình sẽ đi qua đi ha. Đây. Thông tin này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ hơn về mặt cắt vệ tinh. Đây, The Rainbow chúng ta sẽ đi thẳng qua một trục The Rainbow đã bàn giao rồi nè. Đây là đoạn đường Nguyễn Xiển phía ngoài này. Chúng ta sẽ chạy thẳng vào The Origami nè. Đó, Origami đã bàn giao nè. Đây, Masterize Center Point. Đó, đây dự án của Masterize. Dự án hàng hiệu đây. Rồi chúng ta sẽ đi qua ngay chỗ trung tâm thương mại nằm ở đây. Chúng ta nhìn thấy cái chỗ màu xám này nè là trung tâm thương mại này. Chúng ta chạy thẳng qua là chúng ta sẽ tới The Oasis ở đây. Nguyên cả một cái trung tâm giải trí như là sân tennis, cầu lông là chúng ta sẽ có ở ngay tại The Beverly Solari, và chúng ta sẽ tiếp giáp với đường Phước Thiện để chúng ta chạy thẳng ra hướng cầu Long Đại. Đó, một dự án có thể nói rằng là tiếp giáp với sông Đồng Nai. Chúng ta sẽ có sông Đồng Nai nguyên cả một cái khoảng này là tới 40% là chúng ta sẽ được hướng cái khoảng tiện ích, hướng được cái khoảng không khí rất là mát từ hướng sông Đồng Nai đi vào. Cho nên rằng là quý cư dân mà chọn được những cái căn mà có thể hướng với sông Đồng Nai thì rất là mát mẻ. Những cư dân mà chọn hướng vào trong city thì chúng ta có thể hướng được những khu trung tâm thương mại, khu mua sắm, đại lộ mua sắm nằm ở ngay tại The Oasis này. Chúng ta đã hưởng hết được tất cả và chúng ta có hướng view nhìn qua The Beverly. Rồi đây là tổng thể mặt bằng của chúng ta đây. The Beverly Solari của chúng ta đây. Chúng ta sẽ đi ngang qua trung tâm thương mại nè. Đi ngang qua hồ bơi nè. Hồ bơi hình con chim Đại Bàng nè. Chúng ta sẽ đi ngang qua khu phố The Sunset nè, The Tropical nè, và chúng ta tới The Oasis. Xin phép được nhắc lại rất là nhiều lần ở ngay tại khu vực này là The Oasis của chúng ta sẽ giáp với đường Phước Thiện và bên phần này là phần sông Đồng Nai ha, rất là rộng. Đó, chúng ta chỉ cách một vài bước chân chúng ta đi xuống, chúng ta đi xuống bắt xe bus và chúng ta đi thẳng vào trong công viên.
rất là gần và chúng ta có thể di chuyển qua hướng cầu Long Đại để đi vào những khu siêu VIP của chủ đầu tư Masterise là The Raffles, có giá đâu đó 800 tỷ một căn. Rồi đây là tấm hình mà được kick off Châu với mấy anh em cũng đã chụp lại, hơi mờ một chút nhưng mà tuy nhiên thì cô chú và anh chị chịu khó giúp chồng Châu theo dõi nha. Đây chúng ta sẽ có đường đại lộ ở đây, đại lộ mua sắm. Cái phần này là ngay chỗ này là đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần này bị khuất, chúng ta sẽ thấy trung tâm thương mại ở đây và đi qua hồ bơi này đó, đi qua The Tropical này rồi The Oasis này. Tại sao mà Châu muốn quý cư dân khi mà mua mà để ở thì chúng ta sẽ chọn The Oasis, hoặc là mua để đầu tư thì chúng ta cũng có thể chọn The Oasis. Lát nữa ở phần cuối sẽ có một cái mức tăng giá như thế nào để cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì xin phép được nhắc lại, đây là The Oasis. Chúng ta sẽ có những cái hướng view vào trong khu sân banh, hay là vào trong nội khu của chúng ta là sân tennis chẳng hạn. Rồi đây là phần ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ view ra ngoài mặt tiền đường của Phước Thiện và hướng về sông Đồng Nai. Thì hướng nào thì cũng có những cái mặt lợi riêng của mỗi chủ đầu tư, xin lỗi, của mỗi khách hàng chọn cho cái dự án đó. Rồi chúng ta sẽ có shop house ở phần chân đế tầng 1 và căn hộ thì tầng 2 trở lên. Đó, chúng ta sẽ có 13 tòa chia thành 3 cụm tòa. Đó, 3 cụm tòa đây. The Sunset, The Tropical và The Oasis. Rồi về chiều cao thì chúng ta sẽ có chiều cao từ 24 cho tới 39 tầng, với diện tích là từ 30 cho tới 110 mét vuông, lớn nhất là 3 phòng ngủ và nhỏ nhất là studio. Đây, về mức giá thì theo như Châu thấy về mức giá những phân khu phía sau thì chúng ta sẽ có mức giá là từ 55 cho tới 70 triệu, là chuyện đó là chuyện có thể sẽ phải xảy ra trong thời gian tới. Thì đây chúng ta sẽ có những cái thông tin để chúng ta phân tích tại sao sẽ có một mức giá như vậy được diễn ra trong quá trình xây dựng tại The Beverly. Rồi một số tuyến đường huyết mạch như là đường Vành Đai 3 này. Đó, chúng ta sẽ chạy ngang qua đường Vành Đai 3. Khi mà đường Vành Đai 3 này thực hiện xong thì chúng ta sẽ di chuyển về hướng quận nhất, quận 2 thì đâu đó tầm khoảng 20 cho tới 30 phút thôi. Rồi đường Nguyễn Xiển và đường Phước Thiện thì sẽ thực hiện mở rộng trong 20 cho tới 30 mét trong thời gian tới. Đường Nguyễn Duy Trinh, đường Lê Văn Lương, cao tốc Long Thành Dầu Dây để chúng ta thực hiện di chuyển nó rất là dễ dàng. Đây, như chúng ta có thể nhìn thấy đây là đại lộ The Manhattan để chúng ta di chuyển ra đường Phước Thiện nè. Rồi chúng ta chạy qua cầu Long Đại nè. Đó, đây chúng ta nhìn thấy đây là toàn bộ khu biệt thự Drivers của chủ đầu tư hàng hiệu Masterise. Rồi đây là mặt cắt vệ tinh để cho chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn. Quy mô của dự án là 8,78 hecta. Số tòa là cao 13 tòa. Có 13 tòa và cao 21 cho tới 30 tầng. Dự kiến bán lần này là bán The Oasis và dự kiến chúng ta sẽ có một mức giá là từ 48 cho tới 60 triệu trên một mét vuông. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ phân khu của chúng ta ở đây sẽ đây là sông Tắc này, đây là sông Đồng Nai. Nên toàn bộ The Oasis sẽ được hướng lấy hướng rất là mát từ hướng sông Đồng Nai. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy hướng sông Đồng Nai rất là rộng. Chúng ta có thể nhìn từ ở The Oasis, chúng ta có thể nhìn qua phần khu của
Novaland nằm ở phía bên kia sông Đồng Nai. Đó, đây chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ The Rainbow, The Origami, đó, The Beverly Solari của chúng ta ở đây. Đó, The Beverly của chúng ta đã mở bán ngay bên cạnh đại công viên. Rồi, đây là một điều rất là đặc biệt, thì 6 cái trọng điểm sáng tạo của thành phố Thủ Đức tạo nên The Beverly Solari có một mức giá rất là tốt ngay trong cái thời điểm này để chúng ta có thể đầu tư. Bởi vì sao? Bởi vì The Rainbow, The Origami hiện tại chúng ta đã tiếp cận được rất là nhiều khách hàng đã vào thuê, vào mua những phân khu này để ở, và hiện giờ là tỷ lệ lấp đầy lên tới 80% rồi. Chúng ta gần Đại học Quốc gia nè, đó, gần khu công nghệ cao dành cho các chuyên gia nè, đó, và chúng ta có trung tâm công nghệ sinh thái, rồi khu Rạch Chiếc, trung tâm thể thao và sức khỏe. Hiện giờ thì chủ đầu tư Masterise cũng xây dựng The Global City nằm ngay bên cạnh. Trong thời gian tới thì khi mà chúng ta xong cái trung tâm thể thao sức khỏe này là chúng ta sẽ đón nhận rất là nhiều khách hàng khi mà vào chúng ta để thực hiện những môn thể thao, như ngay cả World Cup chúng ta cũng có thể thực hiện ở ngay tại trung tâm thể thao Rạch Chiếc này. Rồi chúng ta sẽ có một cái loạt dự án được hưởng lợi từ tuyến vành đai 3 như thế này. Đây, chúng ta sẽ có những giai đoạn được thực hiện và chúng ta sẽ được hưởng toàn bộ tuyến vành đai 3 đi ngang qua đại đô thị Vinhomes Grand Park. Trong thời gian tới thì chúng ta sẽ di chuyển tới các quận thành khác rất là gần. Đó, cô chú và anh chị có thể vào trong website để có thể thấy rõ hơn toàn bộ những cái thông tin chi tiết ha. Đây, chúng ta sẽ di chuyển ra cao tốc Long Thành Dầu Giây nè, xa lộ Hà Nội rất là gần luôn. Khu công nghệ cao thì chúng ta di chuyển từ 4 cây số khoảng 8 tới 10 phút là đã di chuyển tới rồi. Khu công nghệ cao tập trung rất là nhiều những chuyên gia hàng đầu của thế giới về tới Việt Nam để làm ở tại khu công nghệ cao này. À, cô chú và anh chị khi mà vào trong đại đô thị Vinhomes Grand Park thì nhìn thấy rất là nhiều cư dân là người nước ngoài hiện giờ thuê ở tại Vinhomes Grand Park để sinh sống với gia đình. Cho nên những cô chú anh chị mà đầu tư thì mình có thể suy nghĩ ở ngay tại dự án đại đô thị Vinhomes Grand Park, có được một mức giá cho thuê rất là tốt ngay trong thời điểm này. Đây là toàn bộ những tiện ích ngoại khu nổi bật quanh cái bán kính ở Beverly Solari từ 1 cho tới 5 cây. Thì chúng ta sẽ có được hàng loạt những cái thông tin như thế này. Đây, 42 những cái tiện ích ngoại khu mà hiện tại được vạch ra, toàn bộ rất là đầy đủ, như là ủy ban nhân dân, trạm y tế, sân golf, đó, công viên lịch sử, bến xe miền Đông, đại học an ninh, đó, những bệnh viện lớn, khu du lịch Suối Tiên, đó, và chợ rất là đầy đủ. Rồi những cái công trình, những hạ tầng tiện ích nổi bật mà tác động tới sự tăng giá của The Beverly Solari. Đây, cho cả nhà xem. Thứ nhất là Vincom Megamall. Đó, đây là một siêu thị lớn và đặt ngay tại công viên 36 hectare lớn nhất Đông Nam Á. Thì như cho tôi xin phép được nhắc đi nhắc lại về cái vị trí này rất là nhiều lần ở tại The Beverly Solari, bởi vì chỗ này sẽ tập trung toàn bộ những khu mua sắm, những thương hiệu hàng đầu của thế giới sẽ được tập trung ở tại tuyến đường mà dự án phân khu The Beverly Solari sẽ hiện hữu ở ngay tại khu vực này. Và chúng ta sẽ có bến xe miền Đông mới. Bến xe miền Đông mới thì đã hiện hữu rồi. Khu công nghệ cao, đó, Vincom Megamall ở Thảo Điền thì cũng đã hình thành rồi. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay Masterise An Phú
đó là dự án mà chúng ta hay thường lên trên đó để làm hồ sơ để nhận bàn giao nhà ở tại Vinhome, nhận những voucher thì cũng ngay tại Vincom Megamall Thảo Điền thì đã nhìn thấy được cái quy mô như thế nào rồi. Thì đối với chủ đầu tư Vingroup thì sẽ xây dựng ở ngay tại The Beverly Solari, Vincom Megamall Grand Park lớn nhất miền Nam này, và tập trung toàn bộ những cơ quan đầu não của Vinhome sẽ tập trung về đây làm việc. Cho nên trong thời gian tới thì đại đô thị Vinhome Grand Park nói chung và những phân khu như Rainbow, The Origami hay The Beverly Solari sẽ được hưởng lợi rất là nhiều khi mà tất cả những trung tâm đầu não của Vingroup sẽ tập trung về đây làm việc ở ngay tại tòa nhà 54 tầng. Rồi chúng ta sẽ có những nút giao thông rất là gọi là rất là lớn, rất là xịn sò như cầu Thủ Thiêm 123, đó, cầu Phú Mỹ thì cũng đã có rồi. Chúng ta di chuyển mà từ đây đi qua bên Nhà Bè hay đi qua quận 7 thì chúng ta di chuyển theo hướng cầu Phú Mỹ rất là tiện nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục những cái tiện ích đây, đại lộ mua sắm Rodale đó, đây như chúng ta có thể nhìn thấy cái phần này rất là quan trọng nha. Tiện ích là Châu xin phép được đặt nó ngay đầu tiên luôn, là chúng ta sẽ có Vincom Megamall Grand Park được nằm ngay tại công viên ánh sáng, và chúng ta sẽ tiếp nối đi qua hết cái đoạn đường ở tại The Beverly đây, toàn bộ The Beverly đây, The Oasis của chúng ta sẽ được hưởng lợi rất là nhiều từ đại công viên và siêu thị và một hồ rất là đẹp. Cái cảnh này là cái cảnh như chúng ta nhìn thấy một cái biểu tượng của đất Mỹ là con chim đại bàng được khắc họa ở ngay tại The Beverly Solari. Rồi tiếp theo xin phép được cận cảnh chi tiết nhất đây, như chúng ta có thể tự hào rằng là ở ngay tại The Beverly Solari sẽ có Vincom Megamall lớn nhất miền Nam nằm ngay tại The Beverly Solari. Đó, chúng ta sẽ có một trung tâm mua sắm mà quy tụ một ngày có thể nói cả hàng chục ngàn người về với Vincom Megamall. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ có toàn bộ cư dân ở quận 9 từ ở bên ngoài vào để mua sắm này. Quận 9, quận Thủ Đức, quận 2 đó, và Bình Dương lên trên Vincom Megamall để mua sắm, để giải trí. Quảng trường Golden Axe đây, chúng ta sẽ có một quảng trường biểu tượng cho đất Mỹ sẽ được hiện hữu ở ngay tại The Beverly Solari là một cánh chim đại bàng. Đó, đây là một quảng trường mà sẽ phun nước, một cái tháp nước rất là đẹp ở ngay tại khu vực này. Chắc chắn ngay tại khu vực này chúng ta sẽ có một lượng cư dân tập trung về đây chơi rất là nhiều. Thì chúng ta kích cầu lên được những mua sắm, những shop house ở lân cận ngay khu vực này, chúng ta chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Rồi về mức giá thì hiện tại như Châu cũng đề một cái mức giá rumor là từ 48 cho tới 50. 48 thì sẽ có những cái vị trí khác nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta cứ chuẩn bị là khoảng 50 triệu trên một mét vuông ha. Rồi đây, chúng ta sẽ nhìn thấy đây toàn bộ The Beverly là hiện giờ là đã đóng móng, đã xây dựng rồi. Và bên phần bên này là The Beverly Solari ở đây. Đó, Origami. Đây chúng ta nhìn thấy ngay chỗ cái phần sáng đèn này nè là The Masterize Center Point. Và đây là The Rainbow, hiện giờ là cư dân đã ở đầy đủ rồi cả rồi. Đây là công viên 36 hectare, The Manhattan Glory. Phần phía bên hông này là sông Đồng Nai ha. Đó, xin phép được chỉ khi mà thay không thấy con sông như vậy, nhưng mà mọi người hình dung dần dần là mọi người sẽ quen ngay tại cái sa bàn như thế nào. Tiện ích thì cô chú và anh chị rất là dễ dàng để chúng ta di chuyển vào trong trung tâm thành phố
qua các vùng lân cận như các trường đại học hoặc là khu công nghệ cao bằng xe bus. Đó, xe bus điện đó rất là tiện lợi. Đặc biệt thì các bạn học sinh sinh viên khi mà học ở tại các trường đại học thì chắc chắn rất là quan tâm. Và đây, trường học VinSchool và bệnh viện VinMec sẽ được xây dựng ngay tại đại đô thị Vinhomes Park. Hiện tại thì chúng ta đi ngang qua The Rainbow, The Origami là chúng ta đã thấy trường tiểu học VinSchool là đã xong rồi. Và hiện tại là đã tuyển sinh rồi ha. Rồi, đây. Chúng ta phải cần rất quan tâm lưu ý trong vòng bán kính 5 km của chúng ta sẽ có được những tiện ích như thế nào. Điều đặc biệt nữa, khi mà chúng ta sinh sống ở ngay tại khu vực này, chúng ta sẽ có một cộng đồng rất là giàu có và rất là đẳng cấp. À, khi mà chúng ta mua ở tại The Beverly Solari thì chúng ta sẽ có những cái lan can được nhìn thấy xuyên suốt qua toàn bộ cái đường đại lộ mua sắm là bằng gương kính này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có những thông tin khi mà chúng ta mua ở tại The Beverly Solari thì chúng ta sẽ được hưởng những cái tiện ích. Có thể nói chủ đầu tư VinGroup đầu tư vào trong The Beverly, có thể nói nó giống như là một cái resort, khi mà chúng ta không cần phải đi đâu xa mà chúng ta ở nhà thì chúng ta vẫn được hưởng những cái tiện ích tương tự như ở resort vậy. Chúng ta như đi du lịch chứ không có cần phải đi đâu xa, có thể nói là như vậy ha. Tuy nhiên thì cô chú và anh chị lâu lâu một năm thì chúng ta vẫn đổi gió để đi những cái nơi khác. Rồi chúng ta sẽ có những cái ốc đảo để chúng ta tắm bơi ở ngay tại khu vực này, như hồ bơi trẻ em này, hồ bơi người lớn nè, được thiết kế theo kiểu ốc đảo rất là đặc biệt. Những cái hồ bơi thì được thiết kế theo ba phong cách rất là đặc trưng ha. Thì đây, như cô chú và anh chị cũng nếu như mà đã đi du lịch nhiều thì cô chú anh chị sẽ biết ngay. Đó, được thiết kế theo miền nhiệt đới, rồi được thiết kế theo kiểu ốc đảo, và được thiết kế theo kiểu 2 tầng á. Nói chung là mọi người sẽ nhìn thấy đây nè, đây chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thác nước được chảy róc ra róc rách ở đây. Chúng ta sẽ được nghe những cái âm thanh nước chứ không phải là một cái không gian nó tĩnh lặng nữa. Cảm giác rằng là khi mà chúng ta bắt cái ghế chúng ta ngồi ở phần này ha, mình cũng không biết là sẽ có ghế ở ngay khu vực này không, nhưng mà chắc chắn sẽ có ghế ở ngay tại những khu vực này để chúng ta ngồi, rồi chúng ta đọc sách, chúng ta nói chuyện, chúng ta gọi điện cho người thân. Đó thì chắc chắn sẽ rất là nhẹ nhàng ở ngay tại khu vực này, và tâm lý của chúng ta sẽ rất là thoải mái để chúng ta bắt đầu những công việc hàng ngày. Rồi tiếp theo đây, chúng ta sẽ được tận hưởng cái con phố ở ngay tại khu vực này. Như cô chú và anh chị khi mà đi vào trong The Origami là chúng ta nhìn thấy cái cổng nó hoành tráng rồi đúng không ạ? Trong tương lai là The Beverly Solari chắc chắn sẽ có được những thiết kế rất là sang trọng. Một cái màu sơn của những căn hộ được sơn rất là chỉnh chu luôn. Gương kính rất là đẹp. Đây, toàn bộ thông tin tổng quan của The Beverly Solari. Đó, đây chúng ta sẽ nhìn thấy nè, The Oasis nè ha, The Tropical nè, The Sunset nè. Rồi, về mức giá bán như sau. Về mức giá thì chúng ta sẽ có một mức giá là từ khoảng 1 tỷ, tỷ rưỡi cho căn studio, và căn một phòng ngủ cộng sẽ có mức giá là khoảng 2 tỷ tư. Hai phòng ngủ thì sẽ có mức giá là 2 tỷ rưỡi, và căn hai phòng ngủ cộng một là sẽ có mức giá là khoảng 3 tỷ 2, và căn 3 phòng ngủ thì sẽ có mức giá là khoảng 5 tỷ ha. Rồi, đây là toàn bộ những cái layout để cho nhà mình có thể dễ dàng nhà mình thiết kế như sau.
Đây, chúng ta đi vào trong này, chúng ta sẽ có nhà vệ sinh, rồi bếp, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, loggia. Đó, chúng ta rất là thích hợp cho những gia đình gọi là bắt đầu khởi nghiệp ha, hoặc là chúng ta có thể mua để chúng ta có thể cho thuê thì sẽ được rất là được giá. Nếu như mà tính ra origami hay rainbow là bây giờ nếu như mà căn studio mà cho thuê thì gần như là không còn nữa. Bởi vì một sàn thì chúng ta chỉ có một căn duy nhất là studio. Đó, đó là một cái thông tin xin phép được gửi tới cho nhà mình. Nếu như mà The Rainbow thì hiện tại nếu như mà cho thuê studio mà đầy đủ nội thất thì chúng ta đã có 6 triệu tới 6 triệu rưỡi rồi. Còn nếu như mà nhà trống thì chúng ta đã có một mức giá cho thuê từ 4 triệu rưỡi cho tới 5 triệu rồi ha. Rồi, đây là căn một phòng ngủ của chúng ta đây. Rồi, chúng ta đi vào ha. Chúng ta đi vào, chúng ta sẽ có nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách. Đó, phòng khách của chúng ta sẽ có hướng ra hướng nội khu hoặc là hướng ra ngoài sông Đồng Nai. Rồi, đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ cộng này. Quý cô chú và anh chị chắc có thể sẽ vào trực tiếp website để nhìn thấy rõ hơn. Đây, ba phòng ngủ dành cho gia đình của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ có ba phòng ngủ ở đây. Rất là logic, được thiết kế full kính, rất là đẹp. Những cái tiêu chuẩn bằng dao. Đó, những tiêu chuẩn bằng dao của chú và anh chị có thể là vào trong trực tiếp để xem. Đây là ở ngay tại Vincom Megamall Thảo Điền. Thì sẽ mời cô chú và anh chị chúng ta sẽ xem trực tiếp sa bàn của dự án thì chúng ta sẽ có được một cái góc nhìn nó chính xác nhất khi mà chúng ta đặt mua thì chúng ta có thể booking trước và sau đó chúng ta xem vị trí sa bàn để cho nó chính xác trong cái quá trình mà chúng ta cần lựa ở ngay tại khu vực nào ha. Rồi, đây đặc quyền của cư dân. Đặc quyền của cư dân thì về hệ thống an ninh an toàn thì chúng ta sẽ có những camera được lắp toàn bộ ở những khu vực để chúng ta di chuyển. Rồi, về phần thang máy được thiết kế rất là đẹp. Hệ thống thang máy được thiết kế rất là đẹp luôn. Thiết kế theo đúng kiểu resort. Rất là đẹp. Thiết kế theo kiểu chuẩn 5 sao đấy. Rồi, về không gian, về cái phần ở đây là chúng ta tiếp khách ở ngay tại sảnh ha. Đó, chúng ta có thể là tiếp khách ở ngay tại sảnh. Đó, những cái sảnh được thiết kế theo kiểu tropical resort. Nó tức có những cái cây cảnh theo đúng chất của du lịch. Rồi, cư dân thì như mình cũng đã có những thông tin giới thiệu qua rồi. Chúng ta sẽ có những bể bơi theo thiết kế hình ốc đảo, đường đại lộ mua sắm, rồi kiến trúc theo kiểu quảng trường tráng lệ được lấy hình ảnh từ con chim đại bàng của đất Mỹ. Rồi, đây là một thông tin rất rất quan trọng cho quý anh chị và tất cả các bạn. Đây, chúng ta sẽ cần là trả trước 15% và chia ra cho 3 đợt thanh toán. Đợt 1 là chúng ta sẽ đặt cọc là 50 triệu sau khi ký hợp đồng đặt cọc. Sau 7 ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu là mình sẽ thanh toán đặt cọc và thanh toán 10%. 10% vào là tức là 15% đó là chúng ta sẽ được nhận dự án. Và sau đó thì chúng ta sẽ vay 80%. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cho chúng ta vay 80%. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn được vay 100% nếu như mà chúng ta có tài sản thế chấp ha. Thì theo như cá nhân của Châu thì mọi người có thể vay 80% thôi, chúng ta sẽ chuẩn bị một số tiền là 15% trên tổng giá trị căn hộ, trên tổng giá trị VAT ha. Cái này là giá chưa bao gồm V. Đó, VAT thì chúng ta sẽ cộng là 10% và chi phí bảo trì chúng ta sẽ cộng là 2%.
thì cô chú và anh chị cần thêm những thông tin chi tiết thì Châu sẽ gửi cái bản tính qua cho nó rõ ràng nhất ha. Thời gian vay tối đa là 35 năm. Đó, chúng ta được ân hạn là 48 tháng ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 30 tháng. Tức là cô chú anh chị mình nhận nhà xong mình còn chưa có cần phải trả lãi trả gốc nữa mà chúng ta đi vào chúng ta ở. Đó, bởi vì là 2 năm thì chúng ta đã nhận nhà rồi. Tuy nhiên thì tới 2 năm hơn thì chúng ta mới bắt đầu trả lãi và trả gốc. Đó là một cái chính sách hỗ trợ rất là đặc biệt từ chủ đầu tư. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có được những cái voucher quà tặng của khách vào quà tặng của VinFast ha. Đó. Nếu như mà chúng ta mua căn 3 phòng ngủ thì chúng ta sẽ có voucher là 200 triệu. Đây là một cái thông tin mà chắc chắn là cô chú anh chị sẽ quan tâm. Hiện tại là một mức giá deposit sẽ được mở bán trong tháng 5 này. Thì The Tropical sẽ tăng giá khoảng 8% và The Sunset tăng giá khoảng 17%. Đó, đây là một cái thông tin mà chủ đầu tư đưa ra luôn để cho cả nhà mình nắm rõ hơn về cái lịch trình tăng giá của dự án The Beverly Solari. Đó. Đây là những cái hình ảnh mà vừa rồi kick off chụp được đây. Đây là những cái lý do cô chú và anh chị có thể mình quyết định để mình lựa chọn mua The Beverly Solari. Thì cô chú và anh chị có thể vào trong website của Châu để xem thêm thông tin chi tiết ha. Thì đây là rất hân hạnh và rất là hy vọng cô chú và anh chị sẽ sở hữu được căn hộ như ý mình ở tại The Beverly Solari. Thì Châu rất là hy vọng sẽ được hỗ trợ tất cả nhà mình chọn mua ở tại The Beverly Solari ngay sát với Vincom Megamall. Đó, đây là một cái thông tin mà chủ đầu tư đã nhấn mạnh là chúng ta sẽ sát ngay bên cạnh Vincom Megamall, cho nên về mức độ tăng giá chắc chắn sẽ được như kỳ vọng của tất cả chúng ta là đây. Tăng giá 8% cho tới 17% khi mà The Sunset mở bán. Rồi đó là một cái thông tin mà Châu xin phép được gửi tới cho nhà mình khá là dài, không có kèm video flycam hay là những cái thông tin mà tập trung toàn bộ vào trong web để cho cô chú và anh chị sẽ có được một cái thông tin nó chính xác nhất, phân tích nó chính xác nhất. Mọi người nhìn vào hình, mọi người sẽ thấy rõ toàn bộ những cái thông tin, nó được cập nhật thông tin chi tiết rõ ràng từ chủ đầu tư ha. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú và anh chị rất nhiều. Nếu như mà cô chú anh chị cần thêm thông tin chi tiết thì có thể kết nối với Châu, có thể nhắn trực tiếp, Châu sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình chọn được căn đẹp như ý muốn của gia đình mình ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.